Từ thời xưa xửa xưa xưa, thế giới đã luôn tồn tại những hiện tượng tâm linh kỳ quái khiến con người phải khiếp sợ. Nhưng đâu đó vẫn tồn tại những cá thể có những siêu năng lực tâm linh xuất hiện để đánh bại chúng. Họ được gọi là các linh lực giả. Đây là Mob, tên khai sinh của Shigeo Kageyama. Tuy học hành thì như cức và khả năng vận động cũng tương đương, nhưng Mob lại sở hữu sức mạnh tâm linh cực kỳ ghê gớm. Và cậu dùng nó trong công việc làm thêm của mình ở văn phòng của Arataka Reigen. Một gã luôn tỏ vẻ mình là siêu linh lực gia, nhưng thực chất gã chả có năng lực gì. Gặp yêu ma quỷ quái là đùn hết cho Mob, rồi lừa phỉnh cậu để khỏi phải trả lương cao. Hôm nay Reigen và Mob nhận được một ủy thác, giải quyết các ác linh trong một đường hầm nơi từng xảy ra một vụ tai nạn tập thể dẫn đến cái chết của 20 người. Vừa mới tới nơi, Mob đã cảm nhận được linh lực cực mạnh tỏa ra từ bên trong. Trong hang hẳn phải có nhiều oan hồn hơn phòng tắm của tôi. Ngay khi cả hai thầy trò vào trong, họ đã bị một đám ác linh bao vây. Ngay lập tức, Reigen bảo cu đệ ra tay diệt đám bâu nhau này. Còn gã thì giả vờ bình tĩnh bước đi. Ai ngờ lại đụng luôn vào chùm ác linh ở đây. Ác linh dân tổ. Sinh thời con vong này là đội trưởng băng tổ lái phái đua xe. Trong khi cùng đoàn đi qua căn hầm, một khứa bị trượt vỏ chuối dẫn đến tai nạn liên hoàn. Từ đó hắn thành tà linh ám trốn này. Reigen biết phải dốc hết sức, bèn tung skill học trò tao lo hết và thiêu đốt con ác linh, biến nó thành một con ma chibi. Nhưng ma tổ lái lại tiết lộ nó chỉ đang chạy KPI để phục vụ ác linh khác đáng sợ hơn đang ở sâu bên trong hang. Con ác linh đó đáng sợ thật, nó xuất hiện cái là nuốt luôn Mob. Nhưng nước cờ này liều quá, Mob từ trong bụng nó phóng thích sức mạnh tiêu diệt con trùm. Ma chibi cùng anh em đã được giải thoát và có thể nhẹ nhõm mà đi đầu thai. Tuy nắm trong tay quyền năng to lớn, nhưng cuộc sống của Mob lại vô cùng nhàm chán. Trong khi bạn bè cùng trang lứa đang tận hưởng thanh xuân các kiểu khác nhau, thì Mob lại phải nai lưng ra gánh việc. Trong nhiệm vụ lần này, hai thầy trò sẽ phải cải trang thành nữ để giải quyết một sự vụ tâm linh tại trường nữ sinh. Nhưng do bị nghi ngờ là biến thái nên Reigen bị giữ lại. Chỉ còn lại Mob phải tự mình hành động. Theo thông tin mà khách hàng cung cấp, thì ngôi trường này thường xuyên xảy ra những hiện tượng kỳ dị. Họ đã báo cho ban giám hiệu nhưng không được giải quyết, nên quyết định thuê một văn phòng tâm linh giá rẻ để trừ tà. Ban đầu khách cũng hoài nghi Mob, nhưng đã lỡ trả tiền trước rồi nên đành bấm bục. Sau một hồi lần theo tàn uế để lại, Mob đã dồn ép con ác linh vào bên trong nhà thể dục. Nó chó củng rất rộng, định ăn tươi nuốt sống Mob. Nhưng chỉ trong vài chiêu cơ bản, Mob đã giải quyết xong cái vòng đó. Tuy nhiên, việc thanh tẩy nó ở trường đã gợi lại những suy nghĩ của cậu về việc tận hưởng thanh xuân của mình. Mob thực tế vẫn được chào mời vào câu lạc bộ. Cậu được tổ đội tâm linh mời gia nhập. Dù mục đích tuyển đầu nấm vào chỉ là để cho đủ người, nhằm thoát khỏi việc bị thanh trừng, nhường phòng cho câu lạc bộ gym. Nhận thấy việc tham gia đội tâm linh tuy đúng chuyên ngành nhưng sai nguyện vọng của bản thân, nên Mob quyết định xin gia nhập đội gym để sở hữu body ngực tấn công mông phòng thủ, và xa hơn là hoàn thành ước mơ tay trong tay với Crush. Ý đồ thì ổn nhưng thực tế thì không. Chạy được chục mét là Mob hết mana rồi. Đang sầu vì kế hoạch đi lệch hướng thì Mob gặp Harley Quinn. Sau khi nắm thóp được nỗi suy của đầu nấm, bà ta đưa cậu đến căn cứ giáo hội hi hi ha ha của mình với lời cam đoan được phát người yêu. Nghe phê phết nhỉ. Nhưng khi vào đến nơi thì chả có cái mẹ gì ngoài mấy ông bà cười như sảng. Nghe tên giáo chủ bốc phét là ai đeo mặt nạ cười đều sẽ trở thành chốc cơ. Hai người đầu thì được, còn đến Mob thì không. Cậu xinh chán, thả về mẹ xem MU đá còn nhếch được cái mép. Không thể để mất uy tín, tên giáo chủ gạ Mob làm 3 game đấu với 3 hề chúa của giáo hội bằng hình thức cùng uống sữa. Ai bật cười trước thì người đấy thua. 3 game trôi nhanh như một cơn gió, Mob win trắng trận. Trước tình hình đó, tên giáo chủ buộc phải ra tay. Đến lần này thì đầu nấm thua, nhưng không phải là thua vì khả năng tấu hề của địch, mà bởi vì cậu nghe tin tháng 9 này tại Scam sẽ có chương trình ưu đãi khi mua laptop Asus Tab Gaming F15, một con máy có thiết kế hầm hố, đậm chất gaming, có thể xử lý mượt các tác vụ đồ họa và giải trí với setting phù hợp. Vì nó được tích hợp chip Intel Core i5-11400H, SSD 512GB cho phiên bản mặc định mua ở Cellphone S. Tab Gaming F15 có đầy đủ cổng HDMI, 3 cổng USB-A, 1 cổng USB-C Thunderbolt 4DP, 1 cổng LAN, hỗ trợ đủ kiểu dây cắm, giúp anh em tha hồ làm thuyết trình, chiếu slide bài giảng. Nói chung là máy ngon để đi học. Mẹ ơi, mua máy gaming cho con đi học. Chừa hết, trong chương trình Scam từ nay đến hết tháng 10 này, anh em mang thẻ sinh viên sẽ còn được giảm tiếp 5%. Máy ngon giá hời làm hành trang cho anh em. Đã thế lại còn ưu đãi giảm tận 3 triệu khi bán laptop cũ lên đời cực tiết kiệm. Cellphone S món gì cũng thu cũ. Thông tin chi tiết chương trình ở phần mô tả và bình luận. Trở lại với phim thì... Nhưng không phải là thua vì khả năng tấu hề của địch, mà là bởi sữa của cậu có gì đó lạ lắm. Bực mình vì bị chơi khăm, Mob kích hoạt linh lực, vô tình lại giải cơn ngáo cười cho tất cả mọi người. Nhận thấy sự khác lạ, tên giáo chủ cũng kích hoạt linh lực để tái kiểm soát tín đồ, rồi dồn cơ đít thít cơ mông, vận công để kích hoạt dây thần kinh cười của Mob, nhưng cũng bó tay trước cu này. Sau khi nghe vài lời tự tình của đầu nấm, tên giáo chủ mới nhận ra vấn đề. Hắn múa mõm cho rằng
Mob là một thằng đã xấu còn vô cảm, không được yêu là đúng. Từng câu chữ từ mồm gã nhổ ra đã va chạm cực mạnh vào lòng tự ái của Mob, khiến linh lực của cậu tăng vùn vụt. Cảm nhận được khối sức mạnh khổng lồ đó, tên giáo chủ hiện nguyên hình trở lại thành một ác linh, rồi sai toàn bộ tín đồ khống chế Mob. Cứ tưởng là dễ ăn, ai ngờ lúc này đầu nấm lại chạm đến mắc sức mạnh. Tuy đã cố gắng tấn công đủ loại kiểu cách, nhưng ác linh vẫn chẳng thể chạm được vào lông chân của Mob. Dù đã vận toàn bộ độc chiêu mình có, nhưng nó vẫn không thoát khỏi cái kết đắng. Sau khi con ác linh bị bay màu, toàn thể tín đồ đã trở lại cuộc sống bình thường. Còn cuộc sống của Mob có thêm một cái đuôi mang tên Má Lúm, aka con ác linh giáo chủ bữa trước. Giờ đã lâm vào đường cùng nên nó cầu xin được một cơ hội để trở về con đường chính đạo. Nghe cũng suối nhĩ, Mob tạm tha để xin ý kiến sư phụ mà không hề hay biết Má Lúm đang ủ mưu chiếm đoạt thân xác của cậu. Regen sau khi nghe chuyện của Mob kể thì cho rằng ác linh này quá hạ cấp, đến độ cặp thần nhãn của anh ngó không thấy, nên cho Mob toàn quyền quyết định. Nhờ thế mà Má Lúm đã được tha dù hơi ức mấy ngày hôm sau. Mob phát hiện ra trong tủ đồ của mình có một bức thư tình. Tuy bức thư vô cùng đáng nghi, từ cách viết đậm chất đàn ông đến chính tả sai lè tè, nhưng cậu vẫn tin rằng destiny của mình đã tới. Vậy nên bất chấp lời khuyên của Má Lúm, Mob vẫn quyết tới điểm hẹn. Ai ngờ đâu khi đến nơi, người chờ đợi cậu lại là đám cô hồn của trường giấm đen. Và cái kết là cu cậu bị tóm gọn. Thực tế thì đây là âm mưu của cô đồn, một giang lách tại trường Mob đang học. Sau khi bị Teruki Hanazawa, đại ca ngầm của trường giấm đen, đập cho tan tác chim muông, cậu ta đã đến tìm tổ đội Jim hòng xin viện trợ, nhưng đã bị từ chối thẳng thừng. Trong lúc túng quẫn, cô hồn đã ngó thấy Mob nhìn nom có vẻ đần, nên đã quyết định lợi dụng cu cậu để làm mồi câu, hòng lùa hội Jim đến đập đám trưởng giấm đen. Và âm mưu đó đã thành công. Sau khi hay tin thằng em bị tóm, các Jim mờ đã kéo tới đập cho đám kia vài trận túi bụi. Nhưng thế trận lại bất ngờ đảo chiều khi Teruki đến. Khứa này cũng là một linh lực gia bẩm sinh, nên chỉ cần vận chút năng lực là đã có thể hạ đẹp cả đám Jim mờ rồi. Thấy tình hình hơi căng, cô đồn cũng góp vui, nhưng rồi cũng bị hành ngập mặt. Cứ tưởng đã end game xong xuôi thì Teruki phát hiện ra vẫn còn một thằng còn đứng vững, đã thế còn biết dùng linh lực để cởi trói. Chứng kiến sự việc xảy ra, khứa đầu nấm kịch liệt phản đối siêu năng dùng để đánh người. Tuy hơi bất ngờ vì được gặp một hàng tự nhiên như mình, nhưng vì muốn thể hiện quyền uy, Teruki liền bật linh lực ra đòn về phía Mob. Đòn nhìn thì ghê như mỗi tội phế, thấy địch căng, Teruki tăng thêm linh lực để tung chiêu ném đá giấu tay, nhưng chưa đủ đô để đục được phòng tuyến của Mob. Bất chấp địch luôn thèm khát tẩn mình, đầu nấm vẫn tâm niệm lời thầy dạy rằng sức mạnh càng cao thì trách nhiệm càng lớn, tuyệt đối không được dùng nó để hại người. Vậy nên cậu quyết định không đánh trả, không muốn biến mình thành nô lệ của siêu sức mạnh. Tư duy này hoàn toàn đi ngược với Teruki. Cậu ta muốn chứng tỏ mình chí tôn hơn người, nên cách để khẳng định điều ấy chỉ có thể là hủy diệt một kẻ như mình mà thôi, không thể để xác mới bị tàn tạ được. Má Lúm đánh ra tay ngăn chặn, hắn ta biến đổi về dạng cơ bắp nhưng bị đánh tan trong một nốt nhạc. Chứng kiến người anh em mới quen bị thanh tẩy, Mob bỗng nhớ lại những ký ức đẹp đẽ của cả hai. Tuy có hơi buồn nhưng đầu nấm kìm nén được. Chứng kiến bộ mặt tỉnh queo của đối thủ lại còn bị giao giảng đạo lý, khiến Teruki phát điên, bùng nổ linh lực, rồi tung ra một combo đòn đầy uy lực khiến cho Mob văng xa cả trượng. Những đòn tấn công tâm linh của Teruki càng lúc càng căng. Khứa này còn bày đặt chơi dao, nhưng cậu ta không muốn đồ sát đối thủ mà chỉ muốn đầu nấm chiếm một trận thẳng thắn mà thôi. Trong một nỗ lực đỡ đòn của Mob, một con dao vô tình phản lại, xém phăng bộ tóc của Teruki. Đã cay lại còn nhục, Teruki quả này chơi tất tay với Mob. Cậu ta biến cả vạt thành một cây linh kiếm, rồi lao đến chém tới tấp nhưng vẫn vô hiệu. Hết chơi siêu năng giờ đấu mõm, Teruki cứ nhất chúng sinh bình đẳng, hắn thượng đẳng, còn Mob cố thể hiện tư duy con người như nhau. Đã thế còn chỉ trích ngược lại Teruki, khiến cậu ta càng thêm tức giận, máu điên chi phối suy nghĩ. Teruki lao đến massage cổ cực mạnh cho Mob, bắt đầu nấm phải dùng siêu năng lực. Nhưng cậu nhất quyết không là không. Trong quá khứ đã từng có một lần Mob dùng siêu năng lực của mình để đánh bại đám bắt nạt bảo vệ em trai. Nhưng khi bình tâm trở lại, cậu mới nhận ra không chỉ đám bắt nạt mà chính em trai cậu cũng bị thương. Vậy nên Mob càng khao khát thay đổi bản thân để tìm ra bản ngã khác của mình. Sức chịu đựng của Mob đã đạt đến giới hạn, cậu gục xuống như một con búp bê đứt dây. Trận đấu va chạm tư tưởng này có nhiều huề khi không ai tác động được ai. Nhưng ở phút 90 đã xảy ra biến cố. Trong quá trình gắng gượng trước Teruki, sức mạnh của Mob đã không ngừng tăng lên, và giờ đây nó đã đạt đến ngưỡng không thể nào đo đếm. Bằng sức mạnh ngoài vòng kiểm soát này, cậu đã vô tình làm bay màu cả ngôi trường và cả Teruki nữa. Cũng may là vụ này còn cứu được. Sau khi tỉnh táo lại, Mob đã cố gắng sửa lại lỗi lầm của mình, nhờ thế mà ngôi trường được khôi phục. Teruki cũng quay trở lại, kèm theo phiên bản tâm đã tịnh và tính hết ngang. Cậu ta hứa rằng sẽ không dùng sức mạnh để hại người nữa. Cuộc chiến đã kết thúc, mọi thứ đã ổn. Nhưng với Mob lại mất đi mãi mãi anh bạn Má Lúm. Sự kiện xảy ra tại trường giấm đen đã được ghi nhận và đăng lên TV. Em trai của Mob, Ritsu Kageyama,
nhận ra anh trai chính là tác giả. Trái ngược với Mob, Ritsu xuất sắc ở mọi khía cạnh. Mỗi tội là mèo có siêu năng lực và điều này luôn khiến cậu phiền lòng. Một ngày sau biến cố, cô đồn đã gặp mặt và xin lỗi Mob. Tuy nhiên hành động của khứa này nhìn hơi quá khích, khiến Ritsu vô tình trông thấy, đã nghĩ rằng cậu ta đang bắt nạt anh trai mình. Nên trong cuộc họp với đội cờ đỏ, cậu đã đề xuất với hội trưởng lên kế hoạch thanh tẩy đám ô hợp trong trường. Ý tưởng đó được thông qua và vài ngày sau đối tượng đầu tiên đã được xác định. Hội trưởng triệu gọi Ritsu đến trường sớm, mục đích là thực hiện chiến lược gắp lửa bỏ tay người. Anh ta đem sáo của các bạn nữ rồi tháo tung tất cả, sau đó vứt xác vào trong ngăn bàn của cô đồn. Tuy ban đầu cậu phản đối, nhưng sau cùng đây là chiến lược cậu dựng nên. Phóng lao đành phải theo lao thôi. Màn kịch đã được setup xong, mọi sự nghi ngờ đều được tên hội trưởng điều tiết, sao cho hướng thẳng đến vị trí của cô đồn. Thêm những quả bằng chứng quá rõ ràng thì cậu chàng này hết chối cãi. Ngay cả cô gái thân với cô đồn hồi nhỏ cũng quăng cho cậu một ánh nhìn miệt thị. Tuy kế hoạch thành công, nhưng Ritsu lại bủa vây trong cảm giác tội lỗi. Tuy nhiên cậu đâu biết rằng đây chính là chìa khóa để cậu mở ra năng lực ngoại cảm của bản thân. Minh chứng là cậu đã có thể nhìn thấy má lúm. Con vong đã tự tái sinh từ hư vô, nhưng linh lực suy hơn trước nhiều. Tuy còn ít nhưng cũng đủ để nó cảm nhận được sức mạnh thức tỉnh của Ritsu. Sau khi cho cậu tận mắt thấy khả năng của bản thân, má lúm đưa một offer cộng tác nhằm giúp Ritsu vượt qua anh mình. Nhân lúc cô em Mob không để ý, má lúm đã sử dụng thuật nhập xác. Mỗi tội linh lực đã quá cạn kiệt, khiến hắn chẳng thể điều khiển được cơ thể này. Tuy nhiên, việc nhập xác không hẳn là vô dụng. Nhờ má lúm điều hòa bên trong, nên Ritsu đã có thể kiểm soát được linh lực kể từ ngày mở ấn siêu năng. Em trai Mob không coi ai ra gì, sẵn sàng đụng chân đụng tay bất cứ lúc nào. Cảm giác phê pha chiến thắng này thì có Teruki là rõ nhất. Sau khi được Mob cảm hóa, cậu đã thay đổi từ tâm đến tóc, nên khi thấy khứa y như mình hồi trước, Teruki ngỏ ý khuyên cậu dừng việc này lại. Ngựa non thì háu đá. Ritsu chưa kịp show ra năng lực thì đã bị Teruki dạy cho biết sức mạnh thực sự là dư lào. Hên là có cơn gió ngang qua, buộc Teruki phải giữ tóc giả, nên Ritsu có cơ hội xôi xéo. Ở một diễn biến khác, sau sự kiện đại ca ngầm ở trường giấm đen bị đả bại, giới giang hồ cấp 2 được một phen dậy sóng. Chúng đồn thổi nhau về một gã bặm trợn với cái nickname là Bạch Độc. Tiếng đồn dần lan rộng, các băng đảng trường học bắt đầu dục dịch cho một cuộc chiến. Một cuộc chiến nhắm vào Bạch Độc, nhưng cụ thể nhân dạng địch như nào thì chẳng ai biết. Và kẻ khiêu chiến đầu tiên đã đến, nhìn thì có vẻ gớm đấy, nhưng rồi cũng bị Ritsu hạ một cách dễ dàng. Quýt làm cam chịu, hội trưởng bị hiểu nhầm là Bạch Độc nên bị một trận như xương. Mỗi ngày cậu ta đều bị đập đều như ăn cơm. Kể ra cu này cũng tội, cậu ta ở trường thì ghê gớm là thế, nhưng luôn bị gia đình khinh miệt. Bất quá nên mới xả xì chét vào đám côn đồ trong trường. Sau khi bị tẩn dăm trận thì cu này đã ngoan. Đó cũng là âm mưu của Ritsu để dọn rác thực sự của trường. Tiếp theo đó là phiên cậu xử đẹp đám côn đồ trường khác, nên đã tổ chức một trận tập thể mà không hề biết rằng có một kẻ đang lén theo dõi và đang âm mưu bắt sống cậu. Sau khi cho má lúm nhập xác, Ritsu liên tục dùng linh lực đập cho tất cả một trận ra tấm ra món. Trước đó Teruki đã hóng được biến nên đã đi báo cho Mob biết. Khi đến nơi, đầu nấm đã tận mắt nhìn thấy em mình giữa đám người ngổn ngang. Cậu gặng hỏi tại sao cô em mình lại làm ra chuyện này. Ritsu lúc này mới trải lòng về nỗi sợ thua kém trước anh trai, về nỗ lực không ngừng để ăn lóc năng lực. Và lúc này khi đã có trong tay, cậu sẽ không ngán anh mình nữa. Nhưng Mob vẫn tin cô em đang nói dối, họ là anh em nên chẳng bao giờ đấu đá lại nhau. Nói xong cậu còn cúi mình trước đám côn đồ để cầu xin chúng hãy lượng thứ cho thằng em này được đà lấn tới. Đám du thủ du thực đòi Mob quỳ xuống cầu xin, cậu cũng quỳ, nhưng như thế vẫn là chưa đủ với chúng. Đám này còn định bem luôn Mob cho bõ tức, nhưng mọi chuyện bị cắt ngang khi bất ngờ kẻ theo dõi lao xuống tấn công Ritsu. Sở dĩ hắn ta nắm được thông tin về cậu là qua một phòng thí nghiệm chuyên phát triển năng lực siêu nhiên, nơi mà Ritsu đang tham gia hoạt động. Ngoài em trai Mob ra thì ở đây còn có một vài linh lực gia khác cũng bị đồng đội của tên kia bắt giữ. Trở lại với tình hình cuộc chiến, đám côn đồ không ưng việc hắn chiếm con mồi nên nhất tể định lao lên ăn. Đến bao nhiêu là bị đập, mà không đến cũng đập. Dằm 30 thằng trẻ trâu nhót không đủ tuổi để tên linh lực ra vui chơi. Sau khi ăn nói nhỏ nhẹ mà địch vẫn không nghe, còn tặng một quả đấm đi kèm, Mob đã bật chế độ nghiêm túc ra đòn tấn công nhằm ngăn tên kia bắt Ritsu đi. Nhưng gã lạ mặt kia, tạm gọi là đầu màu gà đấy, cũng không phải là dạng vừa. Hắn dồn linh lực vào tay để gia cố sức mạnh nắm đấm, rồi liên tục ra combo đòn. Ngay cả tường chắn linh lực của Mob cũng vô hiệu, những cú đòn ngày một gia tăng. Chứng kiến anh mình bị cho giá bã, Ritsu thương lắm, bèn ra tay tương trợ. Nhưng tay mơ gặp rank thách đấu, chỉ vài đòn cơ bản gã đã cho cậu nằm bẹp dí. Trước tình hình đó, Mob đã không kiềm chế được nữa mà bật chế độ hủy diệt. Giờ đây đầu nấm đã ao trình hoàn toàn, đập cho gã lên trời xuống đất. Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc sau combo hủy diệt đó, thì đầu màu gà lại quay lại chơi lén. Tưởng là ăn được, ai ngờ lại thêm một combo hành 7 món nữa. Nhận thấy bản thân không thể solo linh lực, đầu màu gà bèn dở cho bẩn, phi thuốc khiến cho Mob bất tỉnh. Vì đã để lộ danh tính nên đầu màu gà tính diệt khẩu đám côn đồ. Nhưng đâu ngờ Mob lại bật dậy, khiến hắn hoảng mà vội bắt lấy Ritsu rồi chim cút. Thực ra Mob vẫn bất tỉnh,
Chỉ là Teruki đã dùng linh lực để dựng cậu dậy mà thôi. Sau khi đầu nấm tỉnh dậy, Teruki bắt đầu kể cho thằng bạn về tổ chức đã bắt cóc Ritsu. Chúng có tên là Claw, nơi tụ tập của những kẻ siêu năng điên rồ đang âm mưu thay đổi thế giới. Tổ chức này tiến hành bắt cóc các linh lực da trẻ rồi tẩy não nhằm tạo lực lượng quân đội. Tuy chất lượng không bằng siêu năng tự nhiên, nhưng với số lượng áp đảo, chúng hoàn toàn có thể đè bẹp Mob lẫn Teruki. Nghe có vẻ khó, nhưng Mob vẫn nhất là phải đi cứu em trai. Teruki muốn ngăn Mob lại, nhưng trước thái độ đó của thằng bạn, cậu cũng từ bỏ ý định mà ra tay giúp đỡ để tìm thêm lý do vì sao Ritsu bị nhắm đến. Malum đề xuất dẫn đường cho Haiku đến phòng nghiên cứu phát triển siêu năng. May mắn là ông chủ ở đây vẫn chưa bị bế đi. Ngọn nguồn lý do là bởi ông chú này nhầm lẫn giữa hai anh em Mob mà thôi. Không có bất cứ thông tin gì về Claw. Cả đội đang loay hoay chưa tìm ra cách thì trời cho một tên tự xưng là Lông Vằn là một trong các đầu lĩnh của Claw. Cả bọn liền tóm hắn lại rồi tiến hành tra khảo. Nhờ thế mà họ đã có được thêm thông tin về tổ chức. Cùng thời điểm đó tại căn cứ Claw, các đầu lĩnh cấp cao đã tụ họp để nghe đội trưởng trình bày kế hoạch sắp tới. Hắn thông báo rằng sang tháng sau, tổng lĩnh sẽ quay về Nhật Bản để nhặt hai tên theo mình đến căn cứ chính. Còn tại nhà giam, một tên đầu lĩnh tạm gọi là Củ Căm đang ép đầu vuông bật năng lực, nhưng cậu ta lại né nó lại. Điều này khiến Củ Căm tức, liền đem đầu vuông vào trong xin ý tiết nhằm tác động tâm lý đến đám còn lại. Ý tưởng thì hay nhưng lại bị việt vị bởi siêu năng Bluetooth mà hai anh em vuông tròn phát hiện gã đó chỉ đang dùng chiêu thôi miên mà thôi. Nhận thấy không thể nấn ná ở đây thêm được nữa, tận dụng năng lực của các thành viên, đám trẻ đã thành công mở khóa. Trong lần đầu linh lực được kiểm soát, Ritsu đã hạ đẹp bọn cai ngục nhờ skill random hên xui của tóc cam mà cả bọn đã tìm được đến nơi bắt trói đầu vuông và giải cứu thành công, không tốn một chút linh lực nào. Bởi đám này có cố đến mấy thì cũng chẳng cản được đám trẻ siêu nhiên, nên thả đi cho đỡ khổ thân. Ở một diễn biến khác trước đó, nhờ Lông Vằn dẫn đường, Teruki và Mob đã đến được căn cứ của Claw. Vừa rơi tầm mắt phát là gã đã lẩn luôn, nhưng không cút hẳn mà đòi quay lại bem trả thù. Teruki tiếp chiêu với Lông Vằn, nhưng kèo này có vẻ khá căng, thậm chí đầu vàng bị ép cho ná thở, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Khi Mob ra tay, sau khi dọn dẹp đám lính canh ngoài, cả bọn tiến vào bên trong, nhận thấy có đám xâm nhập, toàn quân Claw được điều động ra trận. Thông tin này cũng đến tai đám đầu lĩnh để rửa mối hận trước đó. Đầu màu gà xung phong ra trận, vừa xuất hiện gã đã tỏ ra khí thế bừng bừng, nhưng sau đó đã tắt ngủ khi bị Mob cho văng lung tung rồi thua sau vài giây thi đấu. Không thể khinh địch được nữa, các đầu lĩnh bắt đầu lần lượt ra tay để nhanh chóng tìm ra Ritsu. Nhóm Mob bắt đầu chia ra hành sự. Má Lúm với nhân dạng của một gã lính canh đã hạ đẹp một nhúm linh lực da con, nhưng sau đó lại chạm mặt một gã đầu lĩnh đầu tua rua. Sở trường của tên này là điều khiển ác linh, tuy bị dồn vào thế bị đánh cho tan tác, nhưng với kinh nghiệm của mình, Má Lúm nhận ra tên này thể chất yếu xìu nên toan tính lùa đám ác linh mắc kẹt rồi ra tay với tên đầu lĩnh. Nhưng Má Lúm lại không lường được việc tên đầu lĩnh còn có hàng dự bị, và thế là thua nhăn răng. Đã thế còn bị tên đầu lĩnh nhốt chung với 100 con ác linh khủng bố khác để có thể luyện ra siêu ác linh. Má Lúm coi như hết cứu. Ở phía Teruki cũng khá căng, cậu đã phải đối đầu với một đầu lĩnh hệ hỏa. Lửa của tên này gớm ra trò khi đã buộc Teruki vào thế chống đỡ, nhưng tất cả đã được biên hết rồi. Cậu biết rằng đối phương không thể vừa công vừa thủ nên đã tạo một trường lực bao vây hắn, và thế là lửa ông tự hun ông, niềm vui lớn chẳng tày gang. Ngay sau đó những tên đầu lĩnh đã đến, một trong số đó đã đánh lén khiến Teruki bất tỉnh. Còn ở vị trí Mob hiện tại, sau khi dẹp tan đám búp bê gỗ của một đầu lĩnh, cậu phải đối đầu với Môi Tím, một đầu lĩnh khác của Claw. Bà chị này chơi hệ vật lý, đấm cho Mob không trượt phát nào. Dù thế nhưng đầu nấm chỉ hạn chế việc bị áp sát, chứ không chịu ra đòn tấn công. Lý do là bởi thầy dạy không được đánh nữ nhân, thấy cu này là good boy nên Môi Tím mở lời để cậu đánh hết sức. Hậu quả thế nào thì ai cũng đã rõ, đối thủ kế của Mob là Môi Trề cũng đã bị cậu hạ trong một nốt nhạc. Trong khi đang di chuyển, đầu nấm đã tìm được em trai, nhưng mà trong trạng thái vừa bị đánh cho bầm dập. Chứng kiến em mình như vậy khiến cho sức mạnh của Mob tăng lên không ngừng. Đương lúc ấy Cù Căm lại đến làm trò thôi miên, khiến cu cậu nhìn thấy em trai mình nghèo, và thế là sức mạnh đến mức mắc. Nguồn linh lực khổng lồ thoát ra khiến cho tên đầu lĩnh bị phản đam, gục không kịp ngáp, còn Mob cũng lịm đi ngay sau đó. Cả chi đội đều đã bị tóm gọn. Tình hình càng tệ hơn khi bất ngờ tên tổng trưởng lại đến sớm. Nhưng bất ngờ hơn, gã đó lại chính là Reagan. Phải chăng bấy lâu nay ông thầy che giấu sức mạnh? À, thực ra là không. Chỉ là do đám thuộc hạ của Claw hiểu nhầm mà thôi. Tấm màn tổng tài của Reagan bị kéo xuống khi chạm mặt với đám đầu lĩnh còn lại. Lần này tên đội trưởng sẽ ra tay. Hên là có Teruki và Mob chặn lại, không thì cả đám đi bán muối mất rồi. Với sức mạnh ghê gớm ấy, chỉ có duy nhất Mob là có thể đương đầu với hắn. Ngay khi mới lâm trận, tên đội trưởng đã vận linh lực để kiểm soát trọng lực xung quanh để phủ đầu Mob, không muốn để đám trẻ phải đụng chân tay. Reagan liền ra mặt,
Trước là một đạp cho tên đội trưởng giải vây cho mob, sau là một đấm cho tên đầu lĩnh chọc để show kỹ năng. Nhìn thì ngầu phết, nhưng hành động của Regen đã chạm vào máu điên của đám người Claw. Và thế là chúng bắt đầu bật chế độ nghiêm túc với toàn bộ sức mạnh của mình. Tên đội trưởng mở bát đi trước với chiêu hố đen. Nếu không nhờ có mob giữ lại thì có khi Regen đã bị cuốn vào trong mà đi gặp ông bà mất rồi. Kế tiếp đó lần lượt các đầu lĩnh tiến lên áp sát từng người bên đội của mob. Chúng áp đảo hoàn toàn, khiến cả Teruki lẫn Ritsu đều lâm vào thế chống đỡ. Cả hai khẩn cầu mob phải tung toàn lực. Regen đã cố trấn tĩnh tinh thần cho đầu đấm, nhưng trước bối cảnh bạn bè đang ngấp nghé cửa tử, khiến sức mạnh của cậu không ngừng tăng lên. Trong khoảnh khắc mob sắp mất lý trí, Regen đã kịp thức tỉnh cậu và dạy cho cậu rằng hoàn cảnh hiện tại có thể khó khăn, nhưng họ có thể chọn phương án bỏ chạy. Nhân lúc hai người không để ý thì tên kiếm sĩ đeo kính đã chém lén sau lưng, khiến Regen bị thương rồi gục ngã. Trong khoảnh khắc đó, ai ai cũng lo ngại rằng mob sẽ mất control. Nhưng bất ngờ chưa, Regen đã trở lại và lợi hại gấp 1 tỷ lần. Lần lượt từng đầu lĩnh tung đòn là bấy nhiêu lần ngậm hành bởi thầy của mob. Sở dĩ Regen hôm nay ngon lành đến lạ là bởi trong lúc giao giảng đạo lý cho mob, anh đã vô tình hấp thụ được sức mạnh của đầu nấm. Tầm này thì dăm ba tên đội trưởng so với Regen thì chỉ là muỗi. Nhận thấy địch quá là bá, hắn ta dồn toàn bộ linh lực lao đến tìm kiếm cơ hội win. Ừ thì đã có cố gắng, nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Regen vốn đã phòng ngự bằng một lớp linh lực rồi kết thúc hắn bằng một đường quẳng bay tít mù. Đám đầu lĩnh còn lại cũng lao đến đòi chiến, nhưng đám này còn độ được nên Regen chỉ dùng lời nói nên đã giúp chúng tỉnh ngộ. Còn tên đội trưởng coi như hết cứu, hắn vẫn theo lối suy nghĩ thượng đẳng của bản thân nên quyết định bùng hết sức mình nhằm tiêu diệt tất cả. Nhưng rồi bị Shaw Suzuki, người trước đó đã hạ Ritsu, đánh bại toàn tập. Sau đó hắn bày tỏ sự thất vọng của mình đối với mob và tiết lộ mục thân phận từ tổng bộ Claw của mình đến đây chỉ là kiếm nhân tố mạnh mẽ. Nói xong là biến mất luôn. Ai cũng đã buông bỏ, chỉ trừ duy nhất tên ngói tua rua là chưa. Siêu ác linh của hắn bây giờ sẽ nổ hũ đi ra. Bất ngờ chưa ông già, thứ tà ma ngoại đạo được luyện ra lại là má lúm. Cuộc chiến kết thúc, cuộc sống của mọi người đã trở lại bình thường. Nhưng sự bình thường này sẽ kéo dài đến đâu? Tất cả sẽ được tiết lộ ở season 2 của Mob Psycho 2100. Và tôi quản quại, xin chào và hẹn gặp lại.